Trận đấu diễn ra giữa Tem Thái Dương và Cherry Linda. 0-0. Bắt đầu. Đập bóng tốt của Thái Dương. 1-0. Ổ Phúc. Sao bên kia được mượn phát nữa? Không giao từ đầu rồi, không kiện là người ta có quyền chứ anh. Phải mà giải trước là được mượn phát. Bóng còn. Bóng không thăng lưới. Điểm Thái Dương 2-0. Ai chủ ấy đâu? Ai chủ tài khoản? Nghĩa là ai chủ tài khoản vậy? Bóng không sang lưới. Mà là gọn mượn phát bị lỗi rồi. Điểm 3-0. Đó mà đã đưa anh nhóm mà không anh em đâu anh em mà không thắng mà đúng đội kia ông khác còn muốn té lên té xuống. Bóng còn. Đổi điểm cho Charlie Linh Đan. 1-3. Thế vậy chứ hồi vô cũng chết rồi. Mấy ngày hóc quá mà. Đụng tôi cũng đẩy về. Đập bóng tốt của Dương Mốc. Điểm 4-1 cho Thái Dương. Phát qua thôi ơi, sao mà chạy lên cắn thì kịp kìa, chạy dưới mệt chết. Còn dạ. Bóng ngoài. Điểm Thái Dương 5-1. Đổi điểm cho Linh Đan. 2-5. Tắt giao lưu. Điểm 6-2 cho Thái Dương. Điểm 7-2. Bóng ngoài. 8-2. Chẳng mong tốt. 9-2. Bỏ bóng ngoài. Đổi điểm cho Linh Đan. 3-10. Nếu sát sát cứ phát qua thôi thì chạy lên trắng cho kịp. Thục cũng được. Mắc cười vô. Đẹp hiệu quá. 11-3. Quá tối vậy. Trời ơi. Móc. Bóng còn. Thủ tốt. Tay. Bỏ bóng ngoài. Điểm Thái Dương 12-3. Đổi điểm cho Linh Đan. 4-12. Xem mặt đi.
Điểm 13, 4. Bóng chạm tay. Điểm 14, 4. Chẳng bóng tốt, kết thúc xin 1. Thái Dương thắng 1-0. Một không cho Thái Dương. Tạm bóng tốt, điểm cho Liên Đam 1-1. Bóng không sang lưới. Qua. Bóng tốt. 2-1. Thấy nó leo không? Bóng tốt của Thái Dương. 2-2. Thì bắt lưới thì bắt lưới, nhưng mà trọng tài chưa thổi thì cứ quánh, hiểu chưa? Bỏ bóng chạm lưới, điểm Thái Dương 3-2. Điểm chơi Liên Đan 3-3. Chẳng bóng tốt. Điểm Liên Đan 4-3. Đập bóng tốt của Thái Dương 4-4. Bóng không sang lưới, điểm Linh Đăng 5-4. Trường đánh nhà chưa? Bóng chạm tay. Gì đủ chưa gì đánh luôn nha. Hả? Đập bóng tốt. Điểm Linh Đan 6-5. Thủ tốt. Tài. Bóng còn. Thủ quá hay của mình. Bóng còn. Xử lý bóng tốt của Tài. Điểm 7-5. Tạm dừng huy.
Điểm 7 năm. Phát bóng ngoài, đội điểm Thái Dương 6-7. Bóng đẹp, đập bóng tốt. Điểm Linh Đan 8-6. Đập bóng tốt của Dương. Điểm 7-8. Đập bóng tốt của Tài. Điểm Linh Đan 9-7. Thủ tốt. Bóng còn. Bóng đẹp. Bỏ bóng tốt. Điểm Thái Dương 8-9. Bóng còn, thủ tốt của mình. Dương bỏ bóng tốt. Điểm 9 đều. Đập bóng ngoài. Tạm dừng hơi. Điểm 19. Quá tốt. Điểm 10 đều. Điểm 11, 10. Chàng bông tốt. 12-10. Phá bóng không sang lưới. Điểm Linh Đan 11-12. Đập bóng tốt. 13-11 cho Thái Dương. Phát bóng ngoài. Điểm Linh Đan 12-13. Điểm 14-12. Lưu ý điểm cuối. Đập bóng tốt của Tài. Điểm 13-14. Có bia không? Bóng còn. Tay. Bắt kìa.
Trọng tài đã xác định còi điểm 14 đều. Bỏ bóng tốt. Kết thúc. Linh Đan thắng cho cuộc 2-0.